Trời là quân đại ơi, ca. giống như là con đuông dừa đu đu vậy đó. Tẩy trang hả bạn? Nay trang điểm cái xì tai gì nâu nâu ơi là nâu vậy? Nâu gì? Giờ mua bình bự hay mua riêng? Anh biết tại sao mà từ 2 triệu nó xuống còn 1 triệu rồi Thành? Không, hồi trước là nó 2 triệu mấy rồi. Đây nè, lý do nè. Cái này nè. Này chúng ta có một chuyến tour ngắn ngắn. Lâu lắm rồi mới gặp. Đi ra đây, đi ra đây, đi trong đây nó không thấy được. Ờ, à, đó. Quân đội đánh bom của Cambodia. Ông Cambodia. Cambodia. Đi tự nhiên nay GoPro hết pin. Vừa sạc cho sạc nó chưa đầy. Dân chơi, dân chơi nửa mùa. Dân chơi lúc nào đi cũng thiếu đồ hết trơn. Dân chơi chơi mà không được kỹ lưỡng gì hết. Đừng gắn vô có bánh trước, có bánh sau nè đó, bốn cái. Xong cái mình gắn thêm mấy cái miếng thép vô trong cái cam xe nè. Thành viên dịch bơi qua thôi. Thằng nào tới nờ vlog nó chế cái vụ đó rồi. Cái thuyền kia nó bay bất chấp luôn kìa. Chẳng qua mình không làm thì cái thằng đó nó cùng nó làm cho mình coi thôi. Cái thuyền kia nó không, lần này là lần 4 luôn rồi đó. Hello các bạn, đây là mình đây, biên tập viên Phan Quang Bảo Trưng đã trở về với các bạn sau một chuyến hành trình dài. Và bây giờ tụi mình đang ở bến phà Trị An. Nhưng mà do người yêu mình sàn quá cho nên là bây giờ tụi mình vẫn đang đứng đây như hai con khỉ già. Mình đi nha các bạn. Yeah. Hôm nay tụi mình là người cuối cùng mọi người à. Mình đang đi xà qua bên bờ hồ.
Ơi con kia đẹp quá. Cái đầu nó màu đúng rồi, nó được bà nội mày được giờ mày cắm hồng gì chê vậy à? Chồng màu không có đó, em để cho thấy chồng mày không có, không có mà. Ai mà cho có một gì mà tôi sẽ lại có bài của người ta coi cái gì mà nhan được vậy này. Cái gì đó là nó rẻ. Bức tưởng là gì? Immoral. Ủa cái đó. Tính anh thì anh coi cái mã đó đó, xong sệt cái mã đó. Ý là thời buổi bây giờ nó làm giả đồ cũng. Ý là vô mấy cửa hàng mà uy tín á. Mấy hàng mà nó bán nhiều. Mẹ nó đánh cái hộp luôn xong rồi người ta mình ngăn đó. Ôi đụng nắng không mặn thư là vô cô để có bán bắp không cô? Nguyên đang rổ bắp ở dưới. Đây có bắp không cô? Cái bắp này kiểu ha. Khóc rồi kìa. Khóc rồi. Trời ơi, ôm nhau rồi, ôm eo rồi. Trời ơi, cái cô này đứng kỳ quá. Ôi ôi, xuất sắc quá. Ê, tự nhiên ổng giật em kìa, ổng quay em kìa, ổng quỷ. Để mình phơi đó gà nè, muối ướt nè, trứng cao râm nè. Mày quen người ta, người ta không nói tiếng nào, tao quay lại với mày là bắp nè, sandwich chút nè. Trường lý kiện á, em học giỏi tiếng Anh lắm, em vốn cái môn mà giỏi tiếng Anh lắm. Cái xong bà vô thực tập trong lớp em á, cái em chỉ đứa nào học giỏi là bà gọi mấy đứa đó lên cho bài mà. Rồi sao thanh nữa? Rồi cái xong rồi mất thời gian liên lạc, xong rồi sau này rủ qua đi chụp hình. Ăn tội quá à. Trời ơi, tội quá luôn. Cái mặt kia còn ăn được. Hôm nay mình được dịp xài chức năng của 4 cây tool mình lắp. Cái này mà không có đèn, xài đèn thường chắc chết luôn không em. Mình đi mà mình cứ cầu trời không á. Thôi kìa, nhìn giống như trong phim kinh dị ha. Ủa rồi sao? Rồi trái. Mèo ngồi có bị mệt không? Đây là khi không có đèn nè. Đó, đây là khi có đèn. Sao không sáng lắm ta? Nó tỏ ra quá không sáng lắm.
em là kỷ lục luôn nè, chạy 1 lít chạy được 38 cây. Ok không? Đây là lần đầu tiên từ bữa giờ là chạy được 1 lít 38 cây. Đúng. Chạy tốc độ trung bình là 40 cây số giờ. Anh đâu thấy mỏi đâu. Chạy tốc độ trung bình là 40 cây số giờ, 38 cây trên 1 lít.